để các bạn chuyến đi nhớ đợi tập 3 bắt đầu từ đây ha. chiều giờ chiều giờ là đi xuống dạo biển. Khu mình ở là mình ở lầu 8 trên đây ha. Thì nó có ở ngoài đây mình ngồi và có hồ bơi ở trong luôn. Hồ bơi nước còn biển thì đi ra ngoài. Hồ bơi thì ở trong. Còn không như hôm nãy buổi sáng mình bơi đó thì bão tuyết đó, thunderstorm chứ, thì mình vô đây mình bơi ha cũng được đó, chui ra ngoài luôn. Còn đây là cái đi chứ đi. Đi coi lấy gì trên xe nè. Mình ở đây lấy đồ trên xe. Giờ mà là buổi chiều nha các bạn. Chiều nay mình với lại ngày em ra tắm. Nước ấm nha các bạn, mới vô thấy lạnh nhưng hồi nào ấm á. Nước buổi chiều nó cạn xuống nè. Giờ này là có khoảng 5 giờ mấy chiều nha các bạn. Giờ mình chỉ em vô nó nước ngọt tại nước nóng thôi. Đây là hết.
thấp à, xong rồi đi lên giờ nó có bông thôi à, gì nhi July 4, South Carolina, Marble Beach. Đó, và là ở dưới đây ha, là người ta bắn lên ha. Bên kia là đông nhất. Bây giờ bắn chờ cả tiếng hồ. July 4 everybody. Rồi, cho mình xin dừng cái video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau.